Xin chào mọi người. Vào ngày 13-14 tháng 7 năm 2024 tại Hạ Long sẽ diễn ra một chương trình của ô tô Fun họ tổ chức, đó là lễ hội xe Fun Wheel. Với cương vị là nhà tài trợ của chương trình thì xe Philco i Villa ngày hôm đó sẽ có gian hàng trưng bày tất cả những sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, và cũng có rất nhiều những ưu đãi khi mọi người đến tham quan và trải nghiệm sản phẩm. Kính mời mọi người đến tham quan gian hàng của bên em. Cảm ơn mọi người đã xem video của em. Bye.